Trong thông báo ngày 26 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công kết hợp có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh đã được tiến hành nhắm vào một đoàn tàu chở hàng thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho lực lượng Ukraine. Thông cáo nêu rõ, một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công trong khu vực định cư Udachne thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhân sự và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một ga bốc rỡ hàng đường sắt ở khu vực Balakelia thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Thông cáo ngày 26 tháng 4 cho biết, trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga cũng phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực hạng nhẹ M102, 1 radar do Mỹ thiết kế, 1 pháo phản lực FH-70 của Anh và các vũ khí khác. Dòng viện trợ của phương Tây đến Ukraine đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói viện trợ cho Ukraine và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật viện trợ gần 61 tỷ đô la cho Kiev. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỷ đô la cho Ukraine, gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ khẩn trương đưa tên lửa phòng không Patriot và đạn pháo tới Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới. Mỹ đang đưa thêm tên lửa Patriot tới Ukraine và sẽ chi 6 tỷ đô la để xây dựng cơ sở sản xuất vũ khí trong nước nhằm hỗ trợ Kiev, sau khi chính quyền Joe Biden bắt đầu phân bổ số tiền được Quốc hội thông qua trong tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown hôm 26 tháng 4 cho biết 6 tỷ đô la sẽ được dùng để mua viện trợ quân sự từ các công ty quốc phòng Mỹ, sẽ mất nhiều thời gian hơn để vũ khí đến Ukraine nhưng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trong dài hạn. Lầu Năm Góc cho biết gói trị giá 6 tỷ đô la sẽ bao gồm đạn dược cho các hệ thống phòng không như Patriot, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao được gọi là HIMARS, cũng như radar và máy bay không người lái. Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Biden ký thành luật gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la, trong đó có 61 tỷ đô la cho Ukraine. Ngay sau khi luật được thông qua ngày 24 tháng 4, Lầu Năm Góc cũng cho phép rút các thiết bị quân sự, vũ khí trị giá 1 tỷ đô la từ kho dự trữ và chuyển đến Ukraine. Gói viện trợ trị giá 6 tỷ đô la được công bố ngày 26 tháng 4 nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và kiên định của Hoa Kỳ trong việc đáp ứng nhu cầu năng lực trước mắt và lâu dài cấp bách nhất của Ukraine. Khi Nhà Trắng tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội về viện trợ cho Ukraine, lập luận thường xuyên được đưa ra là điều đó sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Eric Fanning, nhóm vận động hành lang lớn nhất cho các công ty quốc phòng Mỹ, mô tả đạo luật được thông qua trong tuần là một nguồn tài trợ rất cần thiết để bảo vệ tương lai của nước Mỹ bằng cách bổ sung nguồn dự trữ của Mỹ và tăng năng lực sản xuất tại nội địa. Ukraine đã yêu cầu cung cấp các hệ thống phòng không và tên lửa mới để bảo vệ các thành phố của mình trước các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như quân đội ở tiền tuyến. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng ngay cả khi lưỡng viện Mỹ vừa thông qua gói hỗ trợ mới, hầu hết pháo cho Ukraine sẽ chưa thể đến tiền tuyến tới tận năm sau. Vì thế, Kiev tiếp tục bị pháo binh Nga áp đảo và phải ở vào thế phòng thủ. Ukraine vẫn có thể bị pháo binh Nga áp đảo trong phần lớn thời gian còn lại của năm 2024. Trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine từng bắn khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, giờ chỉ đủ duy trì một cuộc giao tranh phòng thủ chống lại Nga. Ngay cả khi gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ được thông qua, hầu hết các nhà máy vẫn chưa tăng cường sản xuất. Vấn đề là có sự thiếu hụt lớn về đạn pháo trên toàn thế giới. Nghị sĩ Ukraine Oleksandra Ustinova nhận định. Theo nghị sĩ này, châu Âu nói rằng họ sẽ cung cấp cho chúng ta 1 triệu quả đạn pháo và họ mới chỉ cung cấp 30% trong số đó. Mỹ đã cạn kiệt nguồn dự trữ và họ cũng đang phải vận chuyển vũ khí cho Israel. Họ chỉ đang tăng cường dây chuyền sản xuất. Việc Quốc hội thông qua gói hỗ trợ mới đồng nghĩa với việc chính quyền Tổng thống Biden có thể bắt đầu bổ sung kho đạn dược của Bộ Quốc phòng mà Mỹ có thể cần trong một cuộc chiến tương lai. Từ đó, cho phép Nhà Trắng có đủ thời gian để bắt đầu cung cấp pháo cho Ukraine từ các kho ở châu Âu mà không gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ đô la, bao gồm pháo, tên lửa và nhiều phương tiện. Tuy nhiên, dự kiến chính quyền Mỹ sẽ dành phần lớn thời gian trong năm nay để tái xây dựng kho dự trữ của mình về mức trước chiến tranh khi quân đội nước này đạt mục tiêu sản xuất đạn lên 100.000 quả đạn mỗi tháng vào cuối năm 2025. Bên kia Đại Tây Dương, kho dự trữ của châu Âu đang trống rỗng. Hầu hết sản lượng từ sáng kiến của Liên minh châu Âu nhằm chuyển 1,4 triệu quả đạn pháo cho Ukraine, khoảng một nửa trong số đó đã được chuyển giao.
sẽ không đến được đây cho tới cuối năm 2024. Vì vậy, các đối tác của Ukraine trên lục địa này đang tìm kiếm nguồn cung ngoài châu Âu để có đủ pháo cho Ukraine chiến đấu. Cộng hòa Séc dường như đã huy động đủ tiền từ một tập đoàn châu Âu để mua 500.000 quả đạn pháo cỡ 155 ly và hiện đang nỗ lực đưa lô hàng đầu tiên sang Ukraine. Chính phủ Estonia vốn cũng có sáng kiến huy động vốn từ cộng đồng để cung cấp đạn pháo cho Ukraine vẫn chưa bắt đầu gây quỹ. Các quan chức châu Âu cho biết việc tân trang lại đạn pháo cũ rẻ hơn khoảng 30% so với mua đạn pháo mới, nhưng phần lớn loại đạn pháo này đến từ các quốc gia không muốn xảy ra căng thẳng với Điện Kremlin. Tôi nghĩ khá hợp lý khi cho rằng 12 tháng tới, Ukraine sẽ có thể khai hỏa khoảng 75.000 tới 85.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tức là khoảng 2.400 tới 2.500 quả đạn pháo mỗi ngày. Học giả tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, Frank Stefan Gaddi nhận định. Theo vị chuyên gia này, đó là lượng đạn pháo tối thiểu mà Ukraine cần để duy trì cuộc giao tranh phòng thủ chống lại Nga. Ông Gaddi nói, điều đó khiến không còn chỗ cho hoạt động tấn công trong năm 2024. Thượng nghị sĩ Jace Vance đã nhận định trên New York Times vào tháng này rằng Mỹ đơn giản là không có khả năng sản xuất số lượng vũ khí mà Ukraine cần để giành chiến thắng. Trong khi đó, Nga đang trên đà sản xuất 3,5 triệu quả đạn pháo trong năm 2024 và có lẽ sẽ tăng lên 4,5 triệu quả đạn pháo vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một số câu hỏi đặt ra là liệu Nga có đang bắt đầu phát huy tối đa năng lực công nghiệp của mình hay không? Điện Kremlin không thể kéo dài mãi thời gian làm việc khi các nhà sản xuất vũ khí của họ hoạt động suốt ngày đêm. Vì thế, các quan chức châu Âu phán đoán rằng Nga sẽ phải xây dựng thêm các nhà máy để sản xuất số đạn pháo mà nước này cần. Moscow cũng được cho là đang nhận được đạn pháo từ nước ngoài. Phương Tây hy vọng vào đầu năm 2025, các công ty quốc phòng của Mỹ và châu Âu sẽ sản xuất đạn pháo với quy mô đủ lớn để giúp Ukraine giành lợi thế một lần nữa. Nếu không đủ đạn pháo, Ukraine phải sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để thay thế. Những phương tiện có thể bị bắn hạ bằng các thiết bị gây nhiễu và không thể bay vào ban đêm. Ukraine đang cố gắng tận dụng lợi thế bằng các loại đạn dược có sức nổ cao, những vũ khí được coi là đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km. Một trợ lý nghị sĩ giấu tên nhận định với Foreign Policy về tình hình chiến trường. Ukraine về cơ bản sẽ ở thế phòng thủ trong năm nay. Đạn chùm nằm trong top 5 vũ khí phòng thủ khi họ cố gắng sắp xếp lực lượng của mình. Người này cho biết đạn thông thường được cải tiến có mục đích kép, có sức sát thương cao gấp 4 đến 5 lần so với đạn thông thường. Có khoảng 3 triệu quả đạn loại này trong kho vũ khí Mỹ từ thời chiến tranh lạnh. Chính quyền Tổng thống Biden có quyền cung cấp số đạn pháo trị giá gần 500 triệu đô la và có thể sớm phê duyệt chúng, nhưng vũ khí này không phải lúc nào cũng phát nổ khi khai hỏa và có thể bị bỏ lại khiến dân thường gặp nguy hiểm. CNN đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden cũng dự kiến lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật ATACMS. Tuy nhiên, với việc các nhà máy của Mỹ và châu Âu mới bắt đầu làm việc gấp đôi thời gian, Ukraine dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian năm 2024 đào chiến hào phòng thủ như họ đã làm trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những công sự đó có hiệu quả như các phòng tuyến nhiều tầng của Nga đã ngăn chặn cuộc phản công năm 2023 của Ukraine hay không. Rob Lee, thành viên cấp cao trong chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại đánh giá, Ukraine đang phát triển các công sự, họ đang xây dựng chiều sâu phòng thủ. Nhưng vấn đề là khi bạn gặp vấn đề về nhân lực và đạn dược cùng lúc, điều đó sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Cho tới khi việc sản xuất được tăng cường, Ukraine có lẽ sẽ tiếp tục tổn thất thêm lực lượng không thể thay thế.